chúng ta sẽ được khám phá thêm ở bên trong chiếc điện thoại của ba chàng trai. Xin mời ba chiếc điện thoại. Dạ, xin mời ban tư vấn. Phần mềm chụp hình quá trời luôn nè Vinh. Đó điện thoại của anh không? Điện thoại của anh hả? Không bằng điện thoại anh đâu. Điện thoại anh là đủ app hết á. Bạn có muốn xem gì nữa à? Nghe nhạc đi em. Nhạc gần đây em thích nghe nhạc nào? Ác Mộng Anh. Trời ơi. Ôi, bạn nghe nhạc nước ngoài không? Chiều hôm ấy anh nói với em rằng mình không nên hợp nhau nữa ngươi ơi. Ghen. Chắc anh này ghen lắm rồi. Em đã từng yêu ai hả em? Dạ có. Em yêu được bao năm rồi em? Dạ lâu nhất là 3 năm rưỡi chị. Mà tại sao đến 3 năm rưỡi rồi mà không cưới? Dạ lúc đó cãi nhau nhiều quá à. Cãi nhau thường về những vấn đề gì? Thường con gái họ hay ghen tuông nhiều thứ. Tại do mình không tạo được niềm tin cho người ta nên người ta mới ghen thôi. Chắc có lẽ chứ. Trốn mặt của Vuca rồi nhở? Không, thực ra cái đó cũng khó nói lắm mà Vuca ơi. Dạ đúng. Chưa rồi chắc tại vì là người đàn ông mà tao làm gì sai trái là phụ nữ ghen đâu. Nhiều khi kiểu họ mệt trong người hay họ có những cái gì đó áp lực công việc gì đó, cái xong cái họ thấy bạn trai của mình lơ là vô tâm tí thôi họ cũng có thể ghen được, họ bắt đầu họ tìm cái cớ để họ ghen. Đối với Thanh thì cái quan niệm mà khi yêu ghen thì như thế nào ấy? Ghen thì khi nào mà cho em cái cảm giác gì đó mà mối quan hệ giữa bạn nam với bạn nữ đó có cái gì đó bất ổn thì em mới ghen chứ không phải là ghen lung tung. Không có ghen vô cớ đúng không? Phải có lý do, có bằng chứng đúng không? Còn nhà em khi mà yêu ấy thì em luôn tin tưởng bạn trai mình tuyệt đối cho nên là em rất ít khi ghen ạ. Rồi chúng ta coi cái điện thoại bạn số 3 đi. Rồi số 3 ơi, em cho chị coi cuộc gọi gần đây đi. Quê em ở đâu số 3? Dạ em ở Sài Gòn luôn chị. Em chỉ có thể tò mò em hỏi chị, hỏi bạn Tina là ai không? Chị thấy em gọi cho bạn đó rất là nhiều luôn á. Dạ bạn đó là bạn thân của em á chị. À và con gái em hả? Dạ. Trời, do một câu hỏi nhẹ hai cô gái dưới đây liệu rằng khi mà có chàng trai khi bên cạnh có bạn thân là Tina thì em thì em hơi dị ứng với bạn thân con gái, em gái mưa chị gái mưa một xíu. Rồi đó là quan điểm của em, còn nhà em quan điểm như thế nào về chuyện này? Em thì em thấy chuyện đấy là bình thường. Tốt. Em thấy có một người bạn thân thì cũng tốt thôi. Nhưng mà bạn thân là con gái đó em. Nếu như mà khi xảy ra một vấn đề gì đó mà bạn cần người yêu của mình giúp đỡ mà lúc đó người yêu mình lại đang đi công việc với người bạn thân nữ đó thì sẽ như thế nào? Câu hỏi khó quá. Câu hỏi khó. Em chưa nghĩ ra trường hợp này. Tại vì nhà còn trẻ lắm, mới có 20 tuổi à. Bạn chưa có trải qua cái kinh nghiệm. Bây giờ mình hỏi thêm cái đi để hiểu bạn số 3 hơn nè. Em gần đây em nghe nhạc gì? Dạ có cái áp tập thể dục kìa chị. Dạ đúng rồi. Cái nhạc nghe gần đây đó em cho nhanh em. Xích lên trên để chữ gần đây. Đó nhạc nghe gần đây đó. Bạn này cũng nghe nhạc nhiều nè. Ngủ ngon nhé. Đi ngủ cũng phải cần nghe nhạc nè. Ballad, pop, Anh Mỹ cho mình nghe đủ thể loại hết. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá điện thoại của bạn số 4 nha. Có gì liên quan tới thể thao? Ghi chú đi. Bạn cố vấn cho em xem ghi chú nha. Khi bạn có tiền, bạn quên mất bạn lại. Chỉ có uống dũi phục với oxy, dưỡng phủ bạc. Ủa bạn làm tóc hả? Dạ hồi xưa em có học. Mình coi cái nào để anh gợi ý cho anh Sơn em. Sao nó quen mà. Phục hồi đi ảnh. Phục hồi đi em. Công thức thôi bỏ công thức đi em, cái này mình giấu đi. Cái nữa mình dậy. Em cho chị chạy lên chút coi em còn có để cái gì nữa không? Toàn tuổi trẻ đến rồi đi nó nhẹ nhàng một cách kỳ lạ gì đó. Rồi đi trả tự do cho em rồi. Rồi tuổi trẻ đến rồi đi nó nhẹ nhàng một cách kỳ lạ như thế đấy. Cũng vì những điều kỳ lạ như thế mà đến khi ta nhìn lại mới có thứ để nhớ, để mà tiếc nuối cái trẻ bồng bột nông nổi như thế em nhỉ. Trả tự do cho em. Em tự viết đó hả? Dạ. Sâu sắc nha. Em biết cái này bao nhiêu lâu rồi? Sâu sắc lắm đó. Em ơi, cái người mà em đã thả tự do đó là bao nhiêu năm rồi em? Gần 2 năm rồi chị. Tại sao trong 2 năm em tự do rồi, người ta cũng tự do rồi em không quen người khác? Dạ, tại em cũng đi làm nhiều nên không có thời gian. Cách đây 2 năm mà đã sâu sắc như vậy rồi thì bây giờ còn sâu sắc hơn nữa. Ba bạn trai của chúng ta là sao? Em ấn tượng với bạn số 4 tại thấy bạn đó cũng kiểu sống nội tâm giống em. Anh số 4 có bạn thân con gái hay em gái mưa gì không anh? Dạ không có. Dạ không muốn có hay không mình coi cuộc gọi gần nhất đi hả? Đúng rồi. Cứ kéo đi em, kéo từ từ. Đó bé Ti mặt cười kìa. Bé Ti là ai vậy bạn? Nhiều lắm luôn á. Bé Ti 4 cuộc em gái của em. Em gái. Em ruột hay em hay là em nuôi em? Dạ em họ anh ơi. Em họ là em họ ruột hay bà con không hay là tự nhận họ? Bà con. Con báo thức đi. 4 giờ chiều. Có gì nhiều vậy? Có gì vậy? 4 giờ, 5 giờ, 5 giờ, 10 15, 5:40 em giải thích đi. Tại sao giờ nào em cũng có áo thức vậy? Cái giờ em đi làm nó hơi lộn xộn á. Em làm gì 4 giờ sáng vậy em? Đi quay rồi đi chụp hình phải tới sớm make up. Rồi em kéo xuống dưới rồi, em kéo xuống tuốt dưới rồi. Em làm gì 23 giờ khuya vậy em? Cái này giống như báo thức để chuẩn bị đồ đi làm á anh. Hai em chị thấy đó, cái anh này rất là công việc thời gian là báo thức cũng rất là lạ nè. Hai em có đặt câu hỏi gì cho bạn số 4 này không? Hay có cảm thấy thắc mắc gì không? Anh số 4 ơi, anh cho em xem cái app bản đồ của anh đúng không ạ? Phải vô cái phần history á để xem bọn này từng đi đâu. Đúng rồi, bạn vô history coi. Adora Luxury, khách sạn đó chị. Đi làm. Khách sạn đó chị. Tại sao em biết? Cũng có đi diễn thời trang thì mấy khách sạn 4-5 sao là em cũng từng diễn ở trong đó rồi. Chị không thể nào tin được, ngày xưa tới ngày nay là nó khác lắm mà em vẫn nhớ những tên khách sạn này. Em không quan tâm An hay là bé Ti là ai, em muốn biết đường vào tim anh là ở đâu ạ? Ở đây nè. Trời ơi, đường vào tim em ôi băng xa. Thôi, chúng ta đến với hình selfie của ba chàng trai. Đó, bắt đầu có suy nghĩ lại nha. Suy tư, khuôn ngầu, không biết đi đâu về đâu, mông lung. Nó đang nhìn về hướng mặt trời. Thực ra trong 3 người là số 1 là phong cách nhất nha. Phong cách nhất, ăn mặc nè, cách chụp hình nè, thần thái, thấy không? Bây giờ sao mình thấy hình selfie rồi nè, mình có muốn hỏi một câu hỏi gì nữa không? Cảm nhận của em như thế nào về 3 bức hình selfie này? Em cảm thấy mấy anh này bụi. Ăn mặc và phong cách chụp ảnh của mấy anh rất là bụi. Mà em có thích vậy không hay là em thích lịch lãm như là anh Minh Sù? Em thích phong cách lịch lãm và thích con trai mặc sơ mi trắng. Không biết là 3 chàng trai phía trên thì có ai thích mặc sơ mi trắng không nha? Có ai đang mặc sơ mi không ạ? Có em đang mặc ạ. Đang mặc sơ mi luôn, trắng luôn. Còn em sao? Thanh. Chứ ba cái hình đó anh chụp ở đâu vậy? Cái này em đi với mấy bạn trong đội bóng rổ chụp cho. Là có thể em ơi, tại vì cao như vậy thì các bạn bóng rổ mới cao để đủ cao để chụp được đó em. Bây giờ chúng ta đã xem được 3 bức ảnh selfie rất là thần thái, mặc dù không thấy rõ mặt nhưng chúng ta phải đưa ra quyết định lựa chọn. Trước khi đến với quyết định lựa chọn, chúng ta sẽ đến với ít phút giải lao. Và các bạn đang cùng đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Không biết là các bạn đã có quyết định chưa? Thanh trước đi. Em chọn chàng trai số 4. Ngày hôm nay có một cái điều rất là đặc biệt. Trong trường quay này thì có cả phụ huynh của bạn Thanh tham dự nữa. Đó chính là mẹ của bạn Thanh đang ngồi phía dưới. Một tràng pháo tay xin chào bác ạ. Chào cô. Không biết là bác có muốn gửi lời tư vấn gì đến với cô con gái của mình hay không? Tôi tên Xuyến, mẹ của bé Tiên Thanh. Tôi xin chào tất cả mọi người trong... Dạ, chào cô ạ. Mẹ Xuyến ơi, mẹ làm nghề gì? Tôi không làm gì hết, nội trợ. Dạ, mẹ ơi cảm ơn mẹ đã sanh ra bạn Thanh. Trước tiên là xinh gái ra đời và bây giờ là một trong những cái nghề mà tụi con rất là thích. Đã từng là vận động viên thể dục, nghệ thuật nữa. Dạ, cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã đến với chương trình của chúng con. Mẹ ơi, nãy giờ tụi con không có biết mẹ ở đây cho nên tụi con tư vấn tràn qua luôn. Chứ đâu có biết là có mẹ ở đây là con hỏi kinh nghiệm rồi. Mẹ thấy làm sao? 3 chàng trai đây thì tôi có cảm tình với cậu số 4 hả? Dạ. Mẹ cùng ý với con là số 4 không mẹ? Dạ rồi, cảm ơn mẹ Xuyến rất là nhiều. Vậy thì quyết định của bạn Thanh đó là bạn số 4. Vậy còn nhà em cũng vẫn chung thủy với anh số 4. Wow. Số 4. Cuộc chiến chuẩn bị sắp sửa xảy ra. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần được xem ảnh thực của 3 chàng trai này. Nhưng mà 2 cô gái chúng ta không được xem đâu. Xin mời bước lên sân khấu và quay mặt lại đây ạ. Xin mời các bạn. Bước lên mặt xoay mặt lại nha. Rồi. Và bây giờ sẽ là bức hình thật của 3 chàng trai. Xin mời. Trời ơi. Trời ơi. Bạn số 1 như thế nào ạ? Ui, bạn số 3. Bạn số 4. Còn gì nói nữa. Rồi, số 4 là nhỏ nhất đó em ơi. Bây giờ nếu như cho chọn lại thì dám chọn không? Chọn lại không? Dám chọn lại không? Đó em nghe khán giả hỏi nhiều lắm. Em không thích một người chỉ vì ngoại hình. Vậy là em không thích anh luôn rồi. Vinh ơi, cất luôn. Em nhà có quyền chọn lại. Cất luôn. Em vẫn muốn chung thủy với quyết định của em. Yeah. Kịch tính ở phần cuối của chương trình đó chính là sự quyết định của chàng trai sẽ gọi điện thoại cho cô gái nào đây, hoặc là chàng trai sẽ không gọi cho ai cả. Đó là quyền quyết định của chàng trai. Còn bây giờ xin mời tắt màn hình và mời các bạn trở về vị trí. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ được gặp gỡ chàng trai số 1 và chàng trai số 3 để xem hai chàng trai này đẹp trai đến mức nào. Xin mời hai chàng trai. Wow. Sao cao không vậy? Mọi người cho cái bụng. Ngày hôm nay hai đứa em chị nó không chọn, nhưng mà biết bao nhiêu cô gái ngoài kia chọn. Bởi vì hai nhỏ bước ra sáng đẹp bừng quá. Nãy giờ tôi lo tôi bên này là tôi lỡ đi theo kèo này. Chứ tôi mà có con trai của tôi mà nó đẹp trai như vậy tôi cũng lộng nữa. Đúng không con? Đúng rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một chàng trai cũng đẹp trai không kém. Đẹp trai luôn, tại vì đứng kế Buka làm nổi bật lên nét đẹp của hai người nữa. Cái vẻ đẹp nam tính Buka thì phải rồi. Đúng rồi chị, mỗi lần nó không cứu em luôn á Ca. Mỗi lần em đứng với anh Sù thì em đẹp bật lên. Em đứng với hai chàng trai này thì em chìm xuống, chứng tỏ hai chàng trai này cũng đẹp hơn anh Sù. Đẹp hơn anh Sù. Nói gì vậy Buka? Không hiểu gì luôn. Em tính là dìm anh nhưng mà dìm không dìm đi thôi. Cứu cái không hiểu luôn. Thôi bây giờ bạn chia sẻ cảm xúc đi nào. Cảm thấy rất là hồi hộp, tại ngồi sau cái màn á, không biết được là bên ngoài suy nghĩ gì bên trong. Không biết được là ở ngoài chị Việt Hương đẹp vậy đúng không? Dạ, cũng rất là biết gì nữa. Cũng rất là sợ. Không biết là hai bạn nữ ngoài đây như thế nào nữa đúng không? Không, mà nghe giọng dễ thương lắm. Vậy biết bạn nào là bạn Nhài, bạn nào là bạn Thanh không? Thanh là áo đen, Nhài áo đỏ. Đúng. Tại sao chọn hay vậy? Dạ, em nhìn thần thái em biết. Thần thái. Em nhìn thần thái chị lại biết chị người hiền lành đúng không? À, đúng rồi. Mọi người muốn nghe lại cái clip chửi không mọi người? Rất cảm ơn hai chàng trai rất là đẹp trai đến đây ngày hôm nay với chương trình Tần Số Tình Yêu. Biết đâu ở ngoài kia có rất là nhiều cô gái có cùng tần số với các bạn, và chúc cho hai bạn sớm tìm được người có cùng tần số với mình nha. Cảm ơn hai bạn rất nhiều.